Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vòng vây đối với Tô Lâm đã siết chặt tổng trọng bật đèn xanh loại bỏ Bộ trưởng Bộ Công an. Vào ngày 14 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Công an đã tiến hành bắt giữ ông Lê Đức Thọ, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để điều tra về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi theo Điều 358 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Mới nhất vào ngày 19 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an lại tiến hành bắt đối với ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, bắt Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 19 tháng 12 cũng đưa tin bắt Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Lê Duy Minh về tội nhận hối lộ. Bản tin cho biết ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam để điều tra về các sai phạm trong các vụ án của công ty đầu mối xăng dầu lớn phía Nam Xuyên Việt Oil. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, ông Lê Duy Minh bị bắt trong quá trình Cơ quan Điều tra Công an thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Được biết, trong thông báo của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đưa ra vào ngày 14 tháng 12 với tội danh ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng tương tự như ông Lê Duy Minh và cùng liên quan đến công ty vận tải du lịch Xuyên Việt Oil. Liên quan đến vụ việc này, trước đó vào ngày 16 tháng 12, tờ báo Tuổi Trẻ cho biết Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế đợt 2 vào năm 2023 lên đến 1.500 tỷ đồng. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 vào năm 2023 và có 198 doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 vào năm 2023 với tổng số tiền nợ thuế trên 8.000 tỷ đồng. Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ hơn 1.528 tỷ đồng, tức là chiếm đến 19% tổng số nợ. Theo giới thạo tin, trong những ngày cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có những động thái bất thường khi cho bắt giữ liên tiếp và mở rộng điều tra đối với các quan chức cấp cao thuộc phe cánh của các nhóm chính trị kình địch trong đảng. Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc. Mục đích của Tô Lâm là để giải vây gọng kìm của trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc thuộc phe cánh chính trị Nghệ An, là một trong những thế lực lâu nay vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó liên quan gì đến việc vào ngày 19 tháng 13, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán khống hơn 1 triệu hóa đơn giá trị gia tăng với tổng doanh số 64.000 tỷ đồng. Nhiều tổng giám đốc, giám đốc các công ty, trong đó 100 bị cáo đã phải hầu tòa vì liên quan đến đường dây mua bán khống hóa đơn VAT này. Theo giới thạo tin, vụ mua bán khống hóa đơn VAT cũng như vụ công ty vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đều có liên quan đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong thời gian ông Huệ nắm vai trò Tổng Kiểm toán Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính trước đây. Được biết, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, một đồng hương của Bộ trưởng Tô Lâm vốn rất được tin tưởng cũng đã quay xe, chuyển sang phục vụ dưới trướng của ông Phan Đình Trạc để chống lại chủ cũ Tô Lâm. Vào ngày 12 tháng 12, tướng Nguyễn Duy Ngọc vừa được phong quân hàm Thượng tướng. Đó là lý do vì sao Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm không còn điều khiển được Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ông Tô Lâm chỉ còn sử dụng và điều hành Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an dưới sự chỉ huy của Thượng tướng Lương Tam Quang, vốn cũng là đồng hương Hưng Yên của Bộ trưởng Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Mới đây có thêm tin dữ đối với ông Tô Lâm, đó là chiều ngày 19 tháng 12, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nhận chức Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an. Đáng chú ý, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã tránh mặt, chỉ ủy quyền cho đệ tử là Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định này. Cũng xin nhắc lại, thời gian gần đây, theo giới thạo tin tiết lộ, trước sự lộng hành của Tô Lâm, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thổ lộ với những nhân vật thân cận rằng ông rất muốn đưa ông Phan Đình Trạc ngồi thay ghế Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm. Do đó, những vấn đề biến động nhân sự của Bộ Công an gần đây, theo giới quan sát, đó là những động thái lót ổ chờ thời ông Phan Đình Trạc và ban lãnh đạo của phe Nghệ An. Hai con hổ
sẽ không nhốt chung được vào một chuồng và khả năng cao ông Tô Lâm sẽ rất chật vật để trụ lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14. Vẫn chưa rõ mèo nào sẽ cắn mỉu nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vòng vây với Tô Lâm đã siết chặt, Tổng Trọng bật đèn xanh loại Bộ trưởng Bộ Công an. Tham nhũng Học viện Quân y, tít mù rồi lại vòng quanh, khó thế cũng nghĩ ra. Đại án Việt Á là một trong những vụ việc tham nhũng có tổ chức liên quan đến lĩnh vực y tế lớn nhất từ trước đến nay, cả với quy mô, tính chất và mức độ tội phạm. Đã có hàng loạt quan chức cấp cao bị khởi tố, bắt tạm giam, trong đó có nhiều giới chức của quân đội. Cụ thể, 4 sĩ quan Học viện Quân y đã giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia cho công ty cổ phần Việt Á của Tổng Giám đốc Phan Quốc Việt để trục lợi. Việt Á đã chi gần 10 tỷ lại quả cho 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 19 tháng 12 đưa tin với tiêu đề Việt Á chi gần 10 tỷ lại quả cho 3 cựu sĩ quan Học viện Quân y. Bản tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân Quân sự Trung ương đã ban hành cáo trạng truy tố 4 cựu sĩ quan thuộc Học viện Quân y cùng 3 người khác vì đã tiếp tay cho công ty Việt Á. Theo đó, vụ án này đã được Tòa án Quân sự Thủ đô đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 12 tới đây. Theo cáo trạng, Thượng tá Hồ Anh Sơn, cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Dược Quân sự của Học viện Quân y đã bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng liên quan đến sự việc 3 sĩ quan gồm Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, cựu trưởng phòng trang thiết bị vật tư, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, cựu trưởng phòng tài chính và Thiếu tá Lê Trường Minh, cựu trưởng ban hóa dược thuộc Học viện Quân y cũng bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng chỉ rõ trách nhiệm của nhiều cựu lãnh đạo Học viện Quân y, trong đó có Trung tướng Đỗ Quyết, cựu giám đốc và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, cựu phó giám đốc. Đáng chú ý, trong vụ án này có một giới chức dân sự được nêu tên, đó chính là ông Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, đã bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cáo trạng cho biết vào đầu năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Học viện Quân y đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho đơn vị này thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học phát triển test xét nghiệm. Đề tài này được Viện Nghiên cứu Y dược Quân sự tổ chức nghiên cứu, nhưng ông Trịnh Thanh Hùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu ông Hồ Anh Sơn bổ sung thêm công ty Việt Á của ông Phan Quốc Việt cùng tham gia nghiên cứu. Thượng tá Hồ Anh Sơn, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y học Dược Quân sự, ông Phan Quốc Việt và tổng giám đốc công ty Việt Á. Và sau đó thì công ty Việt Á đã được chấp thuận trong tư cách là phối hợp nghiên cứu chế tạo kit xét nghiệm. Nhưng Học viện Quân y vẫn là đơn vị chủ trì. Ông Hồ Anh Sơn là chủ nhiệm đề tài với tổng kinh phí là 18,9 tỷ đồng từ nguồn vốn của ngân sách do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Vẫn theo cáo trạng, trong quá trình nghiên cứu đề tài, ba ông Trịnh Thanh Hùng, Hồ Anh Sơn và Phan Quốc Việt đã bàn bạc và cho rằng kit test của công ty Việt Á sản xuất sử dụng tốt hơn, nên thống nhất không cần Học viện Quân y chuyển giao quy trình nghiên cứu của mình, mà để công ty Việt Á tự sản xuất 20.000 bộ kit xét nghiệm. Sau đó, ba bị can đã đưa bộ kit xét nghiệm do công ty Việt Á cung cấp không được sản xuất theo quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y để đưa đến thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 1 Hà Nội và sử dụng sản phẩm này để nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học. Cáo trạng khẳng định rằng hậu quả là quy trình nghiên cứu của Học viện Quân y không có sản phẩm thử nghiệm cũng như đánh giá về chất lượng. Nguy hiểm hơn, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước không hoàn thành như đăng ký, nhưng số tiền 18,9 tỷ đồng ngân sách cấp đã được các bên chia nhau. Nhờ đó, vẫn theo cáo trạng, công ty Việt Á đã sản xuất hơn 8,7 triệu bộ test thiết nghiệm và tiêu thụ 8,3 triệu bộ test theo đơn giá 470.000 đồng mỗi sản phẩm, cao gấp hơn 3 lần giá sản xuất, hưởng lợi trái phép gần 1.236 tỷ đồng. Luật sư Trần Vũ Hải trên trang Facebook cá nhân trong xã rút với tiêu đề Bi hài kịch Việt Á đã đưa ra những nhận xét và chú ý về việc mà luật sư Hải cho rằng tít mù vòng quanh, khó thế mà các ông cũng nghĩ ra. Cụ thể, theo luật sư Trần Vũ Hải nói rằng, báo chí vừa đăng cáo trạng vụ án liên quan đến Việt Á của bên quân đội. Hóa ra khi dịch COVID-19 bùng nổ vào đầu năm 2020, vợ ông trùm Việt Á là người nghiên cứu thành công quy trình sản xuất kit xét nghiệm PCR. Trên cơ sở tham khảo các tài liệu của WHO và nhiều nước khác trong công bố trên Internet, sản phẩm được đánh giá thử nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả đạt được chất lượng loại tốt hơn sản phẩm của Học viện Quân y
và từ đây bắt đầu bi hài kịch Việt Á. Vợ chồng ông trùm Việt Á nhường quy trình sản xuất cho Viện Nghiên cứu Quân y để nghiệm thu đề tài với nhà nước xin cấp phép lưu hành. Rồi sau đó Việt Á lại nhờ Học viện Quân y xác nhận bàn giao đề tài và đồng ý cho Việt Á sử dụng cái của mình tiếp mù vòng quanh. Và khó thế mà cũng nghĩ ra được. Người lao động tháo chạy khỏi các thành phố và các khu công nghiệp trở về quê trong đại dịch COVID-19. Theo Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đánh giá, vụ án này nảy sinh từ động cơ vụ lợi cá nhân của các bị can, bên cạnh đó là sự buông lỏng, thiếu sâu sát trong công tác giao, quản lý, nghiệm thu, quyết toán. Cũng xin nhắc lại, trong đại dịch COVID-19, với sự vô trách nhiệm cộng với sự tham lam ích kỷ của tuyệt đại đa số dưới chức lãnh đạo, từ Trung ương tới địa phương, đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết oan ức của hơn 40.000 nạn nhân trong đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Tham nhũng là cách gọi cho nhân văn, chứ nói đúng ra đó là hành động ăn cắp, ăn cướp của lũ lãnh đạo, ăn của dân, không chừa một thứ gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tham nhũng ở Học viện Quân y, tiết mù rồi lại vòng quanh, khó thế cũng nghĩ ra sao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.